Anh trai Jenny Huỳnh, học vấn khủng, đẹp trai nhưng siêu lầy, có cách dạy dỗ em gái cực bá đạo. Sở hữu kênh YouTube gần 3 triệu lượt theo dõi, ngoài những chiếc video dễ cưng, Ricky Jenny Huỳnh còn có một vũ khí thu hút hội chị em không ai khác, chính là anh trai cô nàng. Các cô em gái luôn kêu gào vì những ông anh trời đánh của mình. Hai anh em luôn ở hai bên bờ chiến tuyến, hai mạng đối lập nên cứ hễ các ông anh làm gì cũng đều thấy ghét. Đã vậy, trong mắt các cô em gái, mọi ông anh trai đều đầy tính xấu, thế nên mốt chả có ai chịu cưới các anh đâu. Suốt ngày hạch sách các em gái là thế, nhưng thực ra các ông anh trai cực kỳ thương và cưng chiều em gái họ nhé. Cứ nhìn anh trai của Jenny Huỳnh là rõ nhất. Cứ có dịp quay vlog đi đâu đó là ông anh này lại cắp nách, hộ tống của em gái đi. Có anh trai tâm lý như vậy, sướng nhất Jenny Huỳnh rồi. Biểu cảm khó đỡ, ngoài tài ăn nói tự nhiên hài hước, vì có một ông anh vừa đẹp trai lại vừa lầy lội khiến Jenny Huỳnh nhận được sự quan tâm của không ít chị em phụ nữ. Được biết, anh trai Jenny tên là Hoàng, 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học California tại Irvine, California, Mỹ. Đúng là đẹp trai phải đi kèm với độ lầy cực duyên nữa chứ. Chính những biểu cảm đó đã giúp anh trai Jenny Huỳnh tậu được lượng fan kha khá. Trước đó, trong vlog một ngày làm theo TikTok, Jenny Huỳnh được anh trai lái xe đưa đến tiệm cà phê. Đấy trong kìa, chở em gái đi có tí thôi mà anh trai ngáp ngắn ngáp dài rồi. Ngáp bất chấp hình tượng luôn, kệ em gái quay vlog anh ngáp trước cái đã. Một vlog khác, Jenny Huỳnh được dịp khoe ăn bánh tráng trộn với mọi người, thì ông anh lại tiếp tục có pha hành động đi vào lòng người. Biểu cảm tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này, trong anh có đang quan tâm em gái làm gì không? Phiền ghê, tiếp tục ngáp nữa. Trong một lần khác, khi cô bạn khui trà sữa thưởng thức, anh trai Jenny Huỳnh tiếp tục giữ ngôi vị đời như trái bơ, chắc chỉ muốn hét lên uống lẹ lẹ cho anh lái xe về. Dạy dỗ em gái bá đạo. Trong những video xuất hiện cùng em gái, Hoàng Huỳnh thường có những biểu cảm khó đỡ, vô cùng lầy lội. Tuy nhiên, phía sau những màn trêu chọc chính là sự quan tâm chăm sóc em gái, khi anh chàng chưa bao giờ từ chối khi nàng YouTuber muốn đi đến nơi nào. Chuyện là nhân một ngày đẹp trời, Jenny quyết định trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ trên Instagram vào khoảng 2 giờ sáng. Như những lời chào hỏi dành cho cô nàng, bỗng nhiên xuất hiện dòng bình luận yêu cầu Jenny phải đi ngủ ngay. Đứng hình mấy giây, dân tình phát hiện ra ngay chủ nhân của nó chính là Hoàng Huỳnh. Do đã muộn mà em gái còn livestream, anh chàng quyết vào tận nơi để bắt Jenny Huỳnh nghỉ ngơi sớm. Để câu nói có thêm trọng lượng, soái ca trong lòng chị em còn mang luôn cả mẫu thân đại nhân vào để dọa dẫm em gái không nghe lời sẽ mất mẹ. Dòng bình luận của anh trai Jenny khiến cư dân mạng không khỏi bật cười. Quan tâm em gái nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, sự ấm áp của Hoàng Huỳnh khiến hội chị em tan chảy. Công khai bạn gái gây bất ngờ. Không khó để nhận thấy, thời gian gần đây Hoàng Huỳnh ít khi hộ tống Jenny Huỳnh đi đây đó để làm clip. Thay vào đó, anh chàng thường xuyên check-in cùng với một cô gái khác. Cả hai đi ăn đi chơi khá vui vẻ, khiến netizen không khỏi thắc mắc người ấy là ai. Trước đó, khi anh em Jenny Huỳnh livestream chung trên Instagram, Hoàng Huỳnh đã ngại ngùng thừa nhận cô gái hay xuất hiện cùng mình dạo này chính là người yêu. Netizen đã nhanh chóng bình luận chúc mừng cặp đôi, nhưng cũng không ít fan girl của Hoàng bày tỏ sự buồn bã. Anh Hoàng làm tan nát trái tim em rồi. Về phần mình, Jenny Huỳnh cũng khá vui vẻ và hào hứng trước tin vui mà anh trai chia sẻ. Cô nàng không ngại bóc mẽ anh, thậm chí còn nhận xét Hoàng Huỳnh có những hành động mờ ám. Trước đó, Jenny Huỳnh đã đưa ra tiêu chuẩn chọn chị dâu là phải chất lượng, khiến nhân tình nộp đơn ứng tuyển ầm ầm theo kiểu hài hước.